À, vâng thưa anh, ở trên Facebook thì có một comment của chị Trân hay là anh Trần gì đó hỏi là cho em hỏi quy trình để mua một căn hộ chung cư thì như thế nào ạ? Thông thường là bạn đầu tiên bạn phải xác định là bạn muốn ở vùng nào, tức là vị trí của nó. Dạ. Sau đó khi bạn đã xác định là cái vị trí khu vực này là cái khu vực mà tiện cho bạn đi làm này, tiện cho bạn về quê nội quê ngoại này. Dạ. Đó thì hoặc là các cái đến các cái vùng giải trí xung quanh chẳng hạn, thì Dạ. là như vậy thì là bạn mới bắt đầu tìm hiểu cái khu vực đấy có những cái dự án chung cư nào. Dạ. Thế vào cái khu dự án chung cư đấy, trong khu vực đấy rồi thì bạn sẽ tìm hiểu là mình mua cái chung cư nào trong cái khu vực đấy. Dạ. Thì cái chung cư nào thì sẽ các bạn sẽ lựa chọn xem là ở dưới nó có nhiều dịch vụ phụ không, phụ trợ không này. Rồi ban quản lý hoạt động có hiệu quả có tốt không, cầu thang có bao nhiêu cái cầu thang đi lên xuống, cầu thang có nhanh thuận lợi tiện dụng không, Dạ. hành lang có thoáng không, rồi thì các cái hướng hướng cửa ra vào và cái hướng đón gió của chung cư nó có thông thoáng hay không, nhiều vấn đề khác. Sau đó nếu bạn đã yêu thích rồi thì bạn sẽ chọn cái chung cư đó. Khi bạn đã chọn được cái căn chung cư đó rồi thì bạn bắt đầu mới tìm hiểu vào gặp chủ đầu tư để nói chuyện mua bán. Dạ. Thì lúc ý lại phải quan tâm đến việc là cái hợp đồng mua bán của chủ đầu tư với bạn thì có thuận lợi cho bạn không, có hợp ý với bạn không, và tốt nhất là chọn những người mà hiểu biết về 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 bất động sản đi cùng bạn. Có rất nhiều hiểu biết người hiểu biết về bất động sản sẽ đi cùng bạn để mà tư vấn cho cái hợp đồng đó. Nếu có thể ổn thì bạn có thể ký hợp đồng mua. Dạ, nhưng mà nói chung là với những người mình ta gọi sale đó thì mình cũng nên tin ít ít thôi thì không biết chính xác À, không biết nói thế nào nhưng mà không? các bạn sale thì cũng có nhiều bạn là tư vấn rất tốt đấy, Dạ. nhưng mà cũng có những người thì cũng có thể là họ vì muốn bán hàng quá thì họ nói phồng thổi phồng sự thật lên. Tuy Dạ. nhiên với những chủ đầu tư mà không uy tín á, đấy, thì thường là những các bạn sale thì các bạn cũng sẽ tránh cái chủ đầu tư đấy ra, Dạ. chứ rất ít bạn là biết chủ đầu tư này ví dụ như là không trung thực lắm mà các bạn ấy vẫn lao vào bán cho chủ đầu tư đấy đâu. Có nhưng mà rất ít thôi. Tuy Dạ. nhiên thì nếu không có ai khác thì các bạn có thể nhờ các bạn sale mà đáng tin cậy được. Dạ. Trong trường hợp mà mình đã mua một cái dự án và chủ đầu tư bất ngờ được báo chí phanh phui là rất nhiều lùm xùm thì cái người mua cái dự Không án nên. đó thì như thế nào anh? Thế À lỡ người mua rồi thì à, sao? khó đấy Dạ. nha, bởi vì Dạ. là cái việc kiện này nó là kiện dân sự. Đa số là kiện dân sự, rất ít khi chuyển sang hình sự, bởi vì đây Dạ. là hợp đồng mua bán dân sự giữa hai bên. Dạ. Mà cái việc kiện dân sự này nó có thể kéo rất dài. Vì mình có luật sư của mình thì chủ đầu tư cũng có luật sư của họ, thì để kéo dài rất là không hay. Cho nên là theo tôi là việc quan trọng nhất của các bạn là chọn đầu chủ đầu tư uy tín, đã từng làm những dự án uy tín đấy. Thế còn lại mà một khi mà đã lỡ mua phải cái chỗ mà họ lùm xùm rồi thì thật sự là rất khó. Cho nên đừng ham lợi, Dạ. mà hãy chọn chủ đầu tư uy tín là số 1, sau đó mới đến cái việc mà giá lợi nhuận.